Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh Đô 5 Phút Review. Mời mọi người cùng nghe tiếp truyện Võ Thần Chúa Tể tập 530. Thương Vô Cơ kích động nhìn Tần Trần. Tần Trần hồ nghi nói, ngài Thương Vô Cơ đại nhân hẳn là thật không hiểu rõ loại cấm chế này trận pháp. Lúc trước Thương Vô Cơ thủ pháp tuy là vụng về, lại có chút tinh chuẩn, thấy thế nào cũng giống là có chỗ hiểu rõ hình dạng. Thương Vô Cơ cười khổ nói, ngài Tần Thiếu Hiệp nói giỡn, Thương Mổ nếu thật là hiểu rõ, cũng không cần phí sức như thế. Lúc trước Thương Mổ mặc dù có thể rung động trận này, chỉ là vận khí thôi. Nếu thật muốn Thương Mổ triệt để phá vỡ, thật sự là hữu tâm vô lực. Hắn liên tục cười khổ, không giống như là giả bộ. Ngươi đã biết phá trận, vậy còn không mau điểm ra tay. Ngụy Tinh Quang quát lên. Tần Trần căn bản không để ý tới đối phương, chỉ là nói, ngài muốn cho Tần Mổ phá trận cũng không phải là không thể được. Bất quá đúng như lúc trước vị này chấp pháp điện đại nhân từng nói, nếu là Tần Mổ có thể trong vòng thời gian ngắn phá vỡ trận pháp, thu hoạch một thành bảo vật, cũng không thành vấn đề chứ. Cái gì? Ngươi một cái hạ tứ vực tiện. Đệ tử, cũng muốn chiếm giữ một thành. Đùa gì thế? Ngụy Tinh Quang giận dữ. Hô Lâu Đà chủ muốn nhiều hơn một thành, xem ở đối phương chấp pháp điện phân thượng, Ngụy Tinh Quang cũng chỉ có thể nhận, Tần Trần có tài đức gì, cũng muốn chiếm giữ một thành, quả thực người si nói mộng. Nếu Thương Vô Cơ đại nhân không vui, vậy mọi người tiếp tục bản thân phá trận tốt. Tần Trần lơ đỉnh nói. Ngươi. Ngụy Tinh Quang giận dữ, nói, Ê Thương Vô Cơ, ngươi xem một chút, gia hỏa này cũng quá đáng. Kẻ khác ánh mắt cũng có vẻ hơi băng lãnh. Đây chính là một thành bảo vật, trước mắt những thứ kia thượng phẩm chân thạch ít nhất. Mấy ức, còn có gần nghìn mai huyết tinh, cùng với một cái quy tắc trái cây, một thành tiền lời, cũng không phải là một con số nhỏ. Một cái đệ tử nho nhỏ, cũng không sợ chống đỡ. Quá phận sao? Tần Trần cười lạnh nói, ngay mọi người cùng nhau đi vào, nhưng chư vị lại trực tiếp chiếm giữ hai thành thu hoạch, chẳng phải càng thêm quá phận. Hừ, đây là chúng ta các đại thế lực phân đều kết quả, các hạ bên kia, đã chiếm giữ ba thành, chẳng lẽ còn muốn đòi tứ thành hay sao? Thương Vô Cơ cả giận nói, lời ấy sai rồi, các hạ theo như lời ba thành, chính là chấp pháp điện đoạt được, Tần Mổ đến từ Đan Cát, còn có nàng đến từ Huyễn Ma Tông. Chúng ta mặc dù cùng chấp pháp điện người cùng nhau lịch lãm, nhưng mọi người dù sao đến từ bất đồng thế lực, nếu là dựa theo thế lực đến phân đều, Tần Mổ đại diện Đan Cát cùng Huyễn Ma Tông vậy cũng cắt phải một phần, mỗi cái chiếm giữ hơn một phần mười chứ. Nhưng trên thực tế, Tần Mổ cùng Huyễn Ma Tông cũng là một thành cũng không chiếm được, hôm nay đòi dư một thành, quá phận sao? Lời ấy hạ xuống, tất cả mọi người sửng sốt. Thật đúng là như vậy. Bởi vì Tần Trần cùng Trần Tư Tư vừa mới bắt đầu lại cùng chấp pháp địa người đi cùng một chỗ, sở dĩ Thương Vô Cơ bọn họ trực tiếp đem Tần Trần cùng chấp pháp địa người tính thành cùng một thế lực. Nhưng trên thực tế Tần Trần đến từ Đan Cát, Trần Tư Tư còn lại là Huyễn Ma Tông ma nữ, cùng chấp pháp điện cũng không phải là cùng một thế lực. Nếu là phải muốn dựa theo thế lực đến bố trí, không phải là chia làm tứ phần, mà hẳn là chia làm sáu phần mới đúng. Ngươi thật có thể phá vỡ trận này? Thương Vô Cơ trầm giọng hỏi. Cái này còn có thể giả bộ. Được, đã như vậy, Thương Mổ có thể làm chủ. Nếu là ngươi có thể ở 3 ngày trong thời gian phá vỡ trận này, Thương Mổ liền đáp ứng cho ngươi một thành, như thế nào? Thương Vô Cơ nói. Dư vài tên vụ ẩn môn võ giả tức khắc lộ ra vẻ quái dị. Tần Trần ban đầu ở cùng thất thải linh quả thời điểm, liền từng tới một chiêu này. Bọn họ rất rõ ràng Tần Trần phá trận thực lực. Nếu hắn nói có thể phá ra, liền tuyệt đối sẽ không sai. Hai người bọn họ đây. Tần Trần vừa nhìn về phía Ngụy Tinh Quang cùng Nhạc Trung Khuê. Ngụy trưởng lão, Nhạc trưởng lão, các ngươi nói như thế nào? Thương Vô Cơ cũng nhìn sang. Ba ngày. Nếu là trong vòng một ngày phá trận, bổn hoàng có thể cân nhắc một chút. Ngụy Tinh Quang cười lạnh một tiếng. Một bên Nhạc Trung Khuê cũng gật đầu, nhưng không nói chuyện, chỉ là cùng Ngụy Tinh Quang lặng yên liếc nhau, trong con ngươi hiện lên một chút quang mang, mãnh liệt. Không cần một ngày, nửa ngày là đủ. Hai người cử động rơi ở trong mắt Tần Trần. Tần Trần không thèm để ý chút nào, tại cấm chế trận pháp đi về trước hai vòng sau, bắt đầu chỉ huy phá trận. Rầm rầm rầm. Tại Tần Trần dưới sự chỉ huy, nguyên bản hết sức kiên cố trận pháp, vậy mà cấp tốc đung đưa, từng tầng một chi chít cấm chế quang mang liên tục lập lòe. Cấm chế này trận pháp tức khắc một chút tản mát ra, vẻn vẹn thời gian đốt hết một nén hương, cũng đã yếu bớt một thành vượt qua. Kháo, đúng là thật sự có tài. Dựa theo tốc độ này xuống, nửa ngày,
xác định hoàn toàn đủ. Thương Vô Cơ cũng khiếp sợ nhìn Tần Trần, trong con ngươi lóe ra khó có thể tin nét mặt. Kèm theo cấm chế trận pháp từ từ yếu bớt, mọi người phá trận tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí ngay cả nửa ngày không tới, vẻn vẹn 2 canh giờ, quanh một tiếng, toàn bộ cấm chế trận pháp đã triệt để bị phá ra, một cổ nồng nặc đến mức tận cùng chân khí khí tức trong nháy mắt bao phủ qua đây. Sưu. Tại cấm chế trận pháp phá vỡ trong nháy mắt, Ngụy Tinh Quang cùng Nhạc Trung Khuê đồng thời bay vút ra, đánh về phía quy tắc trái cây chỗ, ầm ầm, hai bàn tay to trực tiếp hướng quy tắc trái cây thăm dò qua, đúng là nghĩ dẫn đầu cướp đoạt quy tắc trái cây. Ngụy Tinh Quang, Nhạc Trung Khuê, các ngươi làm cái gì? Thương Vô Cơ tức khắc giận dữ, đây cũng quá không tuân theo quy củ, dựa theo lúc trước thương nghị, Cơ Như Nguyệt thế nhưng có ưu tiên quyền chọn lựa. Làm cái gì? Đương nhiên là đoạt bảo, các ngươi không có ngốc đến cho là chúng ta biết đần độn cho các ngươi chọn trước chọn chứ. Ngụy Tinh Quang trong lòng cười nhạt, nhìn Thương Vô Cơ giống như là đang nhìn ngu ngốc, đây chính là quy tắc trái cây, có thể để cho bọn họ có nhất định xác suất đột phá Cửu Thiên Vũ Đế Chí Bảo, sao đơn giản nhường cho người khác. Thương Vô Cơ cũng động, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp xông lên đi, muốn ngăn cản Ngụy Tinh Quang cùng Nhạc Trung Khuê. Làm người ta kinh ngạc là, Tần Trần mấy người lại sừng sững bất động, trong Khô Lâu Đà chủ trực tiếp đánh về phía rất nhiều thượng phẩm chân thạch, vung tay lên, vô số thượng phẩm chân thạch tức khắc như là hồng thủy một dạng bị hắn cất giấu, mà Tần Trần thì nhằm phía kia huyết tinh, khoát tay, trực tiếp đem rất nhiều huyết tinh sẽ thu vào chiếc nhẫn trữ vật. Dừng tay, đây cũng không phải là ngươi có thể lấy đồ. Một đạo quát lạnh tiếng vang lên, là Cổ Phương giáo một tên đệ tử, mặt mang lạnh lùng sát ý, chém giết tới, bá, hắn giơ tay, kiếm khí như sương, đi thẳng tới Tần Trần phía trước, ẩn chứa cực hạn sát ý, muốn đem Tần Trần một phân thành hai. Bọn họ không dám đi ngăn cản Khô Lâu Đà chủ, nhưng đối phó với Tần Trần cũng là dễ dàng. Rầm rầm. Cùng lúc đó, hai gã khác Cổ Phương giáo đệ tử cũng giết đến, ba người một đường bao bọc thế, muốn đem Tần Trần chém giết nơi này. Tần Trần cười, đã sớm biết những gia hỏa này lòng không tốt, thần bí kiếm kỹ xuất hiện ở trong tay, giơ tay lên, chém về phía trước nhất một người. Ha ha ha, dân đen mà thôi, còn dám phản kháng. Trung kỳ đỉnh phong võ hoàng mang theo xem thường, lợi kiếm cùng Tần Trần trong tay hắc sắc kiếm kỹ trong nháy mắt va chạm, tại va chạm trong nháy mắt, sắc mặt hắn biến. Vù vù. Một cổ vô hình sát lục ý, bạo cuốn tới, so với hắn thi triển ra kiếm khí mạnh hơn không chỉ gấp mấy lần, xông vào trong cơ thể. Phốc. Người nọ trừng lớn hoảng sợ hai mắt, nổi giận gầm lên một tiếng, sợ hãi sau muốn nhanh chóng lui lại, nhưng đã tới không kịp, phạch một cái, kiếm quang lóe lên, Tần Trần trong tay lợi nhận dĩ nhiên lướt qua hắn yết hầu, một viên đầu lâu phóng lên cao, máu tươi bắn tung tóe. Một kiếm chém giết một tên trung kỳ đỉnh phong võ hoàng, Tần Trần lúc này thôi động chiếc nhẫn trữ vật, 800 mai huyết tinh trong nháy mắt bị hắn thu nhận, mà lúc này, Cổ Phương giáo hai gã khác trung kỳ đỉnh phong võ hoàng công kích vừa mới đến. Tần Trần cười lạnh một tiếng, đối mặt hai người công kích không tránh không né. Rầm rầm. Hai đạo kinh người tiếng nổ vang lên, Tần Trần bị vô tận lưu quang bao vây, hai gã Cổ Phương giáo trung kỳ đỉnh phong võ hoàng trong nháy mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, chỉ là nụ cười chưa hạ xuống, liền thấy theo trong bụi mù trong nháy mắt lao ra một đạo nhân ảnh. Đúng là Tần Trần. Lúc này Tần Trần trên thân không phát hiện chút tổn hao nào, thậm chí ngay cả góc áo đều không còn tổn hại một điểm, giống như người không có sao đồng dạng. Trong hai người tâm sợ đến hồn đều bay mất, điều này sao có thể? Hai người bọn họ mặc dù không là hậu kỳ võ hoàng, nhưng xem như thiên kiêu cường giả, thực lực tuyệt không phải ngoài mặt triển lộ ra tu vi đơn giản như vậy. Bọn họ một kích toàn lực phía dưới, mặc dù là phổ thông hậu kỳ võ hoàng, cũng muốn phía sau trọng thương, nhưng Tần Trần bị trực tiếp đánh trúng, vậy mà một điểm thương thế cũng không có, này, gặp quỷ sao? Hai người khiếp sợ, Tần Trần cũng không cho đối phương hoảng quá thần lai cơ hội, thần bí kiếm kỹ vung trảm, hai đạo vô hình kiếm quang tại trong hư không lóe lên một cái rồi biến mất. Phốc, phốc. Sau một khắc, hai đạo máu tươi phóng lên cao, này hai gã trung kỳ đỉnh phong võ hoàng bị một phân thành hai, trong nháy mắt chém đầu. Đây hết thảy cũng chỉ là phát sinh ở một cái chớp mắt, ba tên Cổ Phương giáo đệ tử cũng đã chết ở Tần Trần trên tay. Sưu sưu sưu. Nguyên bản nhằm phía Tần Trần Quy Nguyên Tông bốn gã đệ tử, trong nháy mắt cả kinh dại ra ở, dừng bước lại, điên cuồng lui lại, Tần Trần cũng không có truy kích, chỉ là lạnh lùng nhìn đây hết thảy. Tiểu tử thối,
Giết ta Cổ Phương giáo đệ tử, ta muốn ngươi chết. Ngụy Tinh Quang dư quang liếc về đây hết thảy, kinh sợ vạn phần, hét lớn một tiếng, nhưng không có xoay người, mà là tiếp tục cầm bắt hướng quy tắc trái cây. Đối với hắn mà nói, so sánh cho ba tên Cổ Phương giáo đệ tử báo thù, dĩ nhiên là đoạt được quy tắc trái cây trọng yếu hơn. Lúc này hắn và Nhạc Trung Khuê bàn tay sắp chạm tới quy tắc trái cây, đột nhiên, vù vù, trong hư không có một đạo lực lượng vô hình bao phủ mà qua. Nguyên bản là tại hai người trước mắt quy tắc trái cây vậy mà như là trong nháy mắt biến mất một dạng, bắt không được. Cái gì? Hai người cả kinh, liền lại ra tay nữa, nhưng quy tắc trái cây lại tràn ra từng đạo quy tắc chi lực, mặc cho hai người như thế nào xuất thủ, đều thủy chung không cách nào va chạm vào. Mà lúc này Thương Vô Cơ đã chạy tới, một chưởng vỗ hướng hai người, làm cho hai người lùi lại mở một ít. Sư. Cùng lúc đó, bóng người màu đen lóe lên, Khô Lâu Đà chủ đang thu thập bộ phận thượng phẩm chân thạch sau, cũng trong nháy mắt đi tới bên cạnh hai người, hừ lạnh một tiếng, đấm ra một quyền. Răng rắc một tiếng, trong hư không có một đạo kinh người quyền uy quét ngang, trong nháy mắt đem Ngụy Tinh Quang cùng Nhạc Trung Khuê đánh bay ra vài trăm thước, trọng trọng đụng vào cách đó không xa trên vách tường. Hừ, mạnh mẽ cướp đoạt quy tắc trái cây, hai vị thật lớn mật. Khô Lâu Đà chủ quát lạnh, hắn lấy tay, vù vù, bàn tay bình bình đạm đạm, lại trong nháy mắt bắt lại quy tắc trái cây, cũng đem thu. Cái gì? Ngụy Tinh Quang cùng Nhạc Trung Khuê không thể nào tiếp thu được, hai người tân tân khổ khổ, tiêu hao tâm tư, trước tiên xuất thủ, nhưng không cách nào lấy được quy tắc trái cây, trái lại này chấp pháp điện hắc y nhân, tùy ý xuất thủ, liền đem quy tắc trái cây thu hồi, cái này quá đã kích hai người. Ngươi là làm sao làm được? Hai người nơm nớp lo sợ, kinh sợ nói ra. Ha ha, quy tắc trái cây, ẩn chứa quy tắc chi lực, há là đơn giản có thể có được. Muốn lấy được quy tắc trái cây, nhất định phải lấy quy tắc chi lực đối kháng, mới có thể tới tay, hai vị mạnh mẽ vồ lấy, tự nhiên tay không mà về. Cách đó không xa, Tần Trần cười rộ lên, mặt trào phúng. Ngụy Tinh Quang cùng Nhạc Trung Khuê hai người liền thu lấy quy tắc trái cây phương pháp cũng không biết, cư nhiên cũng dám trước tiên xuất thủ, thật sự là buồn cười. Ngụy Tinh Quang cùng Nhạc Trung Khuê khí sắc phút chốc trầm xuống. Lúc này trong cung điện, trống tuếch, rất nhiều huyết tinh cùng thượng phẩm chân thạch đã bị quét một cái sạch, lúc này liền quy tắc trái cây đều bị lấy đi, hai người phí hết tâm tư, nhưng ngay cả rắm đều không có được, nội tâm là vừa sợ vừa giận. Đặc biệt Ngụy Tinh Quang, dưới trướng ba tên đồng môn tất cả đều ngã xuống, càng thêm kinh sợ vạn phần. Chết! Hắn gầm lên, mục tiêu chọn lựa Tần Trần, trong lòng tức giận cũng không nhịn được nữa, cường thế đánh tới. Tần Trần cười khẽ, lơ đễnh, một kiếm chém ra, phốc, kiếm khí tận trời, xông thẳng Ngưu Đấu. Ngụy Tinh Quang chỉ cảm thấy một cổ sắc bén kiếm khí ngang dọc tới, keng một tiếng, hắn chiến đao trong tay chấn động mãnh liệt, kém chút rời khỏi tay. Dù vậy, một cổ sắc bén kiếm ý cũng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn, điên cuồng tàn sát bừa bãi, hắn dưới tức giận, cường thế thôi động chân nguyên tiến hành áp chế, y nguyên phốc một tiếng, khạc ra một nguồn máu tươi, khí sắc trắng bệch. Một chiêu, hắn vậy mà thụ thương. Hắn kinh sợ nhìn Tần Trần, nội tâm làm sao cũng không thể nào tiếp thu được một màn này. Một bên Nhạc Trung Khuê cùng Thương Vô Cơ cũng xem ngốc, Ngụy Tinh Quang cùng bọn họ là cùng cấp bậc cường giả, lại bị một tên trung kỳ đỉnh phong võ hoàng cho một chiêu kích thương, hơn nữa còn là một tên đến từ hạ tứ vực đệ tử, như vậy chẳng phải là nói, hai người bọn họ cũng không phải là Tần Trần đối thủ. Điều này sao có thể? Một bên Cơ Như Nguyệt đám người ngược lại rất bình tĩnh, thậm chí hơi nghi hoặc một chút, Tần Trần cư nhiên không có một kiếm đem Ngụy Tinh Quang cho giết. Tần Trần thật là lưu thủ, không phải hắn nhân từ nương tay, mà là nếu là một kiếm liền đem Ngụy Tinh Quang cho giết, không khỏi cũng quá kinh thế hải tục, trừ phi hắn muốn đem Thương Vô Cơ mấy người cũng tất cả đều chém giết ở đây, nếu không hắn còn không muốn bại lộ quá nhiều thực lực, nhưng hắn không muốn bại lộ quá nhiều thực lực, đã để cho Ngụy Tinh Quang đám người khiếp sợ tột đỉnh, hai chân như nhũn ra. Ha ha, Tần Thiếu Hiệp tuy là tuổi không lớn lắm, nhưng là tài năng ngất trời, các hạ nếu là ỷ vào tu vi liền muốn khi dễ đối phương, chỉ sợ là sai tính toán. Khô Lâu Đà chủ cười nói. Mọi người kinh hãi nhìn Khô Lâu Đà chủ, giờ mới hiểu được qua đây vì sao Khô Lâu Đà chủ phải dẫn đang các Tần Trần cùng nhau, căn bản không phải Khô Lâu Đà chủ muốn che chở Tần Trần, mà là Tần Trần thật có làm hắn lau mắt mà nhìn thực lực. Hơn nữa theo Khô Lâu Đà chủ thưởng thức trong giọng nói,
mọi người cũng bừng tỉnh minh bạch cái gì, chấp pháp điện, triệu tập là trong thiên hạ tinh anh, mặc kệ là thế lực nào, đều không để ý. Nói không chừng người này chính là coi trọng Tần Trần Thiên Phú, muốn sau này đem Tần Trần lôi kéo đến chấp pháp điện đi, dù sao Tần Trần tại Đan Các trong căn cơ cũng không sâu, là một gã đến từ hạ tứ vực thiên tài mà thôi. Nghĩ tới đây, mấy người trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh. Chỉ là Tần Trần lúc trước chém giết hắn Cổ Phương giáo đệ tử, muốn cho Ngụy Tinh Quan nhịn cơn tức này, đó là làm sao cũng không khả năng. Tần Trần, ngươi giết ta Cổ Phương giáo đệ tử, thật chẳng lẽ cho là ta Cổ Phương giáo không dám động tới ngươi sao? Ngụy Tinh Quan phẫn nộ quát, cả người đằng đằng sát khí. Hừ, ngươi Cổ Phương giáo người đi trước đối bản thiếu động thủ, bản thiếu giết bọn hắn, đó là không thể bình thường hơn được, huống chi mấy cái loài dung dế mà thôi, giết cũng liền giết, chưa đủ nhắc đến. Ngươi, mặc dù là ta Cổ Phương giáo động thủ trước, nhưng các hạ há có thể nói giết liền giết, vị đại nhân này, ngươi thân là chấp pháp điện cường giả, há có thể bỏ mặc. Ngụy Tinh Quan tức giận, vậy mà hướng về phía Khô Lâu Đà chủ nói ra, tính toán để cho Khô Lâu Đà chủ giữ gìn lẽ phải. Tất cả mọi người há hốc mồm, này Ngụy Tinh Quan tình huống gì? Chẳng lẽ không biết chấp pháp điện cao thủ rất thưởng thức Tần Trần sao? Cư nhiên tìm chấp pháp điện đến giữ gìn lẽ phải, đầu óc nước vào chứ. Tần Trần cũng có chút ngẩn ra. Hắn ý định ban đầu là muốn làm tức giận Ngụy Tinh Quan, tốt tìm cơ hội cố ý giao phong một trận, cuối cùng đem Ngụy Tinh Quan chém giết, nhưng ai biết Ngụy Tinh Quan cư nhiên đem chiêu này ra. Ánh mắt của hắn híp một cái, tức khắc hiểu được, Ngụy Tinh Quan là biết được thực lực của chính mình sau, sợ đến không dám động thủ, sở dĩ cố ý như vậy. Tần Trần ánh mắt phát lạnh, cười lạnh nói, cho ta liền giết ngươi Cổ Phương giáo đệ tử lại có thể thế nào, đừng nói là ngươi Cổ Phương giáo đệ tử, mặc dù là các hạ, Tần mỗ cũng là muốn giết cứ giết. Giọng nói rơi xuống, Tần Trần thân hình thoát một cái, phút chốc thẳng hướng Ngụy Tinh Quan. Nếu Ngụy Tinh Quan kinh sợ không còn hình dáng, vậy liền tự mình tìm cơ hội, đem chém giết. Tần thiếu hiệp, thủ hạ lưu tình. Thương Vô Cơ thân hình thoát một cái, vội vàng đi tới Tần Trần phía trước, ngăn lại hắn. Chư vị, mọi người dầu gì cũng đều cùng đường một hồi, trước mặt dù có chút xung đột, nhưng cũng chỉ là một ít hiểu lầm. Tần thiếu hiệp như là đã chém giết Cổ Phương giáo vài tên đệ tử, tại sao không để xuống thù hận, mọi người đồng tâm hiệp lực. Dù sao ai cũng không biết bên dưới sẽ gặp phải cái gì, đúng hay không? Thương Vô Cơ hướng về phía Tần Trần khuyên can. Sau đó vừa nhìn về phía Ngụy Tinh Quan nói, Ngụy trưởng lão, ngươi lúc trước tùy tiện hành động, làm trái quy định, đồng thời dưới trướng đồng môn còn đối Tần thiếu hiệp hạ sát thủ, bị Tần thiếu hiệp giết chết, đó là có tội, cái gọi là kẻ thức thời là người tài giỏi, Ngụy trưởng lão tại sao không để xuống thành kiến, mọi người cùng cầm tay như thế nào? Muốn cho ta và hắn cầm cùng. Ngụy Tinh Quan con ngươi mắt lộ hàn mang. Không có khả năng. Tần Trần cũng cười nhạt. Ngụy trưởng lão, nếu là ngươi không muốn giảng hòa, Thương mổ cũng không có cách nào nhạc trưởng lão ngươi đây. Thương Vô Cơ nhìn về phía Nhạc Trung Khuê. Nhạc Trung Khuê mắt nhìn rỗng tuếch cung điện, trầm giọng nói, ngày mặc dù là chúng ta vi ước trước, có thể dựa theo quy định, này trong cung điện bảo vật, ta Quy Nguyên Tông vậy cũng có hai thành, nhưng bây giờ. Hắn không muốn cùng chấp pháp điện cùng với Thương Vô Cơ ấm ỉ, nhưng nghĩ tới bản thân không lấy được gì cả, liền có những không cam chịu. Cái này dễ thôi, như vậy, lúc trước rất nhiều bảo vật trong, ta Vụ Ẩn Môn tổng cộng lấy được 300 triệu thượng phẩm chân thạch, chỉ cần các hạ nguyện ý để xuống vũ khí, Thương mổ nguyện ý xuất ra 100 triệu thượng phẩm chân thạch đến cho các hạ, như thế nào? Thương Vô Cơ ngoan hạ tâm nói. Nhạc Trung Khuê sửng sốt mắt nhìn Thương Vô Cơ, không nghĩ tới Thương Vô Cơ vậy mà nguyện ý theo bản thân lấy được bảo vật trong, giao ra 100 triệu thượng phẩm chân thạch tới. Nếu là như vậy, Nhạc mổ không lời nào để nói, bất quá Tần Trần lúc trước đem toàn bộ huyết tinh đều cướp đi. Những thứ này huyết tinh chính là Tần mổ bằng bản sự của mình được đến, Nhạc trưởng lão sẽ không muốn để cho Tần Trần giao ra đây chứ. Tần Trần cười lạnh một tiếng, ê Nhạc trưởng lão nếu là không phục tức, đại khái tự mình đến cầm. Ngươi! Nhạc Trung Khuê thẹn quá thành giận. Nhạc trưởng lão, chuyện này là các ngươi không đúng trước, này trong di tích, bảo vật rất nhiều, hà tất như vậy tính toán chi ly, huống chi nếu không có Tần thiếu hiệp xuất thủ, chúng ta chỉ là bài trừ cấm chế trận pháp cũng không biết cần bao nhiêu thời gian, lần này huyết tinh đều cho hắn, lại có thể thế nào? Kế tiếp tất nhiên còn sẽ có bảo vật, hà tất quyến luyến không quên. Thương Vô Cơ vội vàng trấn an nói. Xem ở Thương trưởng lão phân thượng, Nhạc mổ liền thôi.
Nhạc Trung Khuê trong lòng biệt khuất, nhưng là biết việc đã đến nước này, có thể không tay không mà về, đã coi như là không sai, không thể tham luyến quá nhiều, vì vậy đáp ứng. Ngụy trưởng lão ngươi đây. Nếu là Ngụy trưởng lão đáp ứng biến chiến tranh thành tơ lụa, Thương Mỗ đồng dạng nguyện ý xuất ra 100 triệu thượng phẩm chân thạch cho Ngụy trưởng lão, Ngụy trưởng lão ý như thế nào? Thương Vô Cơ vừa nhìn về phía Ngụy Tinh Quang. Thương trưởng lão. Lúc này Dư Vụ Ẩn Môn Võ Hoàng lại bất mãn lên, bọn họ tổng cộng cũng đành phải đến 300 triệu tả hữu thượng phẩm chân thạch, cho Nhạc Trung Khuê 100 triệu, cho Ngụy Tinh Quang 100 triệu, vậy bọn họ cũng chỉ còn lại có 100 triệu tả hữu, đây cũng quá thua thiệt. Ê. Thương Vô Cơ khoát tay chặn lại, để chúng ta có thể đi tới nơi này, coi như là đồng tâm hiệp lực, huống chi này di tích trong cung điện bảo vật rất nhiều, hà tất là một điểm vật ngoài thân mà đánh giết giết. Nếu là đồng tâm hiệp lực, tiếp tục thám hiểm, đoạt được thu hoạch tất, nhưng vượt xa này 100 triệu thượng phẩm chân thạch. Tần Thiếu Hiệp, vị đại nhân này, các ngươi đoạt được đồ đạc, lần này liền trở về các ngươi, Thương Mỗ chỉ hy vọng mọi người có khả năng vứt bỏ hiềm khích lúc trước, dắt tay cùng ăn, tranh thủ lấy được nhiều hơn bảo vật, không biết chư vị ý như thế nào. Thương Vô Cơ đều nói như vậy, Ngụy Tinh Quang hừ lạnh một tiếng, cũng là mượn lừa xuống dốc. Tần Trần cùng Khô Lâu Đà chủ thấy thế, tự nhiên cũng không tiện nói gì. Thấy Tần Trần cùng Khô Lâu Đà chủ ngầm thừa nhận, Thương Vô Cơ đại hỉ, liền đem trên thân thượng phẩm chân thạch phân biệt xuất ra 100 triệu, phân cho Nhạc Trung Khuê cùng Ngụy Tinh Quang. Trên sân bầu không khí lúc này mới hòa hoãn, chỉ có Vụ Ẩn Môn vài tên võ hoàng nổi giận đùng đùng, hết sức khó chịu, không hiểu Thương Vô Cơ đại nhân vì sao muốn làm như thế, uổng phí hết thượng phẩm chân thạch. Lấy Ngụy Tinh Quang cùng Nhạc Trung Khuê đức hạnh, thật sự cho rằng đối phương biết cảm kích hắn Vụ Ẩn Môn sao? Căn bản là tự mình chuốc lấy cực khổ. Bất quá Thương Vô Cơ chính là trong đám người địa vị tối cao người, nhưng cũng không tốt nói thêm cái gì. Nghỉ ngơi sau một lát, mọi người tiếp tục hướng phía trước. Tần Trần, này Thương Vô Cơ, khó tránh khỏi có chút quá nhiệt tình. Cơ Như Nguyệt đột nhiên truyền âm qua đây. Thật sao? Tần Trần cười nói. Ta cũng cảm thấy cổ quái, coi như là này Thương Vô Cơ tương đối nhiệt tâm, không muốn chúng ta mâu thuẫn. Năn nỉ một chút cũng liền thôi, nhưng cư nhiên xuất ra 2 ức thượng phẩm chân thạch cho Quy Nguyên Tông cùng với Cổ Phương Giáo, thật sự là cổ quái. U Thiên Tuyết cũng cao mày. Ồ, Thiên Tuyết ngươi cũng cho là như thế. Tần Trần mỉm cười. Trên thực tế, hắn cũng cảm thấy Thương Vô Cơ cử động có một ít cổ quái, niềm nở quá phận. 2 ức thượng phẩm chân thạch, nói phân đi ra liền phân đi ra, đây không phải là khí phách quyết đoán, mà là có cần thiết hay không vấn đề. Chẳng lẽ là này Thương Vô Cơ rất sợ đơn độc cùng chúng ta cùng nhau bị chiếm đoạt, sở dĩ cố ý lưu lại Ngụy Tinh Quang cùng Nhạc Trung Khuê cân bằng chúng ta? Trần Tư Tư đột nhiên nói ra một cái khả năng. Có lẽ vậy. Tần Trần cười cười, mặc kệ đối phương có cái gì xem, đến lúc đó binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản, cũng có thể là bọn họ nghĩ quá nhiều, đối phương vốn là có ý tốt, nghĩ tại cung điện này trong di tích đi xa hơn mà thôi. Rời khỏi cung điện sau, hai cái đại đạo xuất hiện tại trước mặt mọi người, một cái đi phía trái, một cái đi bên phải. Đi bên này đi. Thương Vô Cơ trực tiếp tuyển chọn bên phải con đường. Mọi người dọc theo con đường, dần dần đi tới khu di tích này nhất khu vực trung tâm, bốn phía kiến trúc chồng chất, âm khí âm u. Chủ nhân, ban nãy ta lại chứng kiến một đạo hắc ảnh hiện lên, không phải ảo giác. Khô Lâu Đà chủ đột nhiên nói. Tần Trần mắt sáng lên. Khô Lâu Đà chủ ở chỗ này 5 lần 7 lượt chứng kiến bóng đen, chẳng lẽ là có người một mực đi theo đám bọn họ.